và khơi gợi cho em những nguồn cảm hứng trong học tập. Bây giờ chúng ta hãy cùng quan hướng mắt lên trên màn hình và theo dõi. Tác phẩm trong hành trình cuộc đời, mỗi người đều mang trong mình những ký ức đẹp đẽ về mái trường, về thầy cô, những người lái đò thầm lặng đưa ta đến bến bờ tri thức. Trong vô vàn những kỷ niệm ấy, em đặc biệt ấn tượng với hai cô giáo Nguyễn Thị Thúy và Vũ Thị Hồng Thắm. Những con người đã để lại trong em những ảnh hưởng mạnh mẽ, tích cực, không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống. Cô Thúy dạy tiếng Việt và cô Thắm dạy môn toán là hai cô giáo dạy em năm lớp 2. Trong mắt em, các cô là những người truyền cảm hứng. Mỗi bài giảng của các cô không chỉ đơn thuần là những con chữ, những lời văn, những bài toán mà còn là những bài học về cuộc sống, về cách thức làm người. Các cô đã dạy em cách đối diện với khó khăn, cách vươn lên từ thất bại và cách tận hưởng thành công một cách khiêm tốn. Họ luôn lắng nghe, luôn hiểu và luôn sẵn sàng giúp đỡ em mỗi khi em gặp vấn đề. Cô Thúy là giáo viên chủ nhiệm, cũng là cô giáo dạy em bộ môn tiếng Việt. Cô có mái tóc đen nhánh, nụ cười của cô luôn nở trên môi, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy được tiếp thêm năng lượng. Cô giáo em không chỉ giản dị ở cách ăn mặc mà còn giản dị trong cả lời nói và cách hành xử với chúng em, với mọi người. Cô luôn nhẹ nhàng, cởi mở nên chúng em luôn được gần gũi, thân thiết với cô. Những bài giảng của cô luôn hấp dẫn, lôi cuốn giúp chúng em dễ dàng tiếp thu bài. Cô tỉ mỉ bắt tay từng chữ viết những bạn nào chưa được. Cô luôn quan tâm đến từng học trò, luôn động viên, khích lệ những bạn học yếu, giúp các bạn tiến bộ hơn. Còn về cô Thắm, cô giáo dạy môn toán của em, những ngày có tiết chuyện lớp, cô luôn đồng hành cùng chúng em ngay cả khi sức khỏe làm cô buồn phiền. Những giờ trên lớp của cô, các bạn ai cũng chăm chú, hăng hái phát biểu ý kiến, vì bài giảng của cô không bao giờ thiếu mất sự thú vị, phương pháp giảng dạy sáng tạo. Cô đa xem các trò chơi sau giờ học, thay đổi các phương pháp học nhóm. Vì thế, em và các bạn trong lớp đều cảm thấy hứng thú và yêu thích môn toán. Còn nhớ như in, vào một buổi tối đang ôn bài để chuẩn bị thi, em gặp phải một bài toán khó mà không thể giải được. Em đã điện bằng hình ảnh cho cô. Lúc đó cũng khá muộn rồi, nhưng cô vẫn vui vẻ nhận điện thoại và tận tình hướng dẫn em giải bài toán. Nhờ có sự giúp đỡ của cô, em đã hoàn thành tốt bài thi và đạt điểm cao. Các cô không chỉ quan tâm đến việc truyền đạt kiến thức mà còn luôn quan tâm đến sự phát triển toàn diện của học sinh. Những lần nhà trường tổ chức cho chúng em hoạt động tập thể hoặc đi trải nghiệm, hai cô luôn đồng hành và chỉ đạo thêm chúng em những điều thật thiết và bổ ích cho cuộc sống. Các cô trong mắt em không chỉ là giáo viên mà còn là những người thầm lặng. Họ là những người đã góp phần làm nên những thế hệ trẻ tài năng, đức độ, luôn sẵn sàng góp cho xã hội. Em biết ơn các cô vì tất cả những gì các cô đã làm cho em, và dù thời gian có trôi